Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Duy Còi đây. Thì hôm nay là ngày nghỉ mọi người, nhưng mà cũng chưa có đi đâu được mà. Dịch quá. Nói chung là dịch quá trời, mình không biết làm clip gì luôn á. Ăn uống thì phải ra ngoài mua, mà hiện tại bây giờ á, mà nếu mà đi mua mua đồ này kia mọi người thì phải khó lắm. Chung là không không có dám ra ngoài mua đồ, nhưng mà kiểu như mua thì cũng không không có đồ ăn để mà mua luôn rồi đó. Thì giờ không biết làm clip gì thôi, nên là chắc nay mình ở nhà, sáng giờ ở nhà không mọi người, sáng giờ ở nhà không, nên là chắc mình sẽ kiểu như giới thiệu cái khu mà mình làm việc, với lại cái chỗ mà mình làm việc, với lại chỗ mình ở, hay là chỗ mình làm việc. Nói chung là chỗ mình làm việc, chỗ mình làm việc mình hay hay đi cho các bạn á. Thì bình thường mọi người thấy mình làm clip á, thì mình sẽ người thấy mình làm clip mình sẽ quay từ chỗ này, chỗ camera mọi người đang thấy nè, đi ra phía sau là giống vậy nè, để mình cho mọi người xem nha. Đó, thì thường mình sẽ làm clip và làm gì mọi người thấy không? Đó, làm clip như nè. Thì ở đây ngay chỗ mình đang đứng, ngay chỗ có camera quay thì mình sẽ đặt một cái bóng đèn, cái đèn sáng mọi người. Hôm bữa mình có nói mọi người á, cái đèn này nè, này cái đèn này, cái này nó sẽ sáng vậy nha. Để mình để cây xuống mình cho mọi người xem là cái độ sáng của cái đèn như thế nào. Đó, mọi người thấy nó sáng ghê không? Đó, thì cái mặt mình á, mấy mặt mình sẽ quay vô đó, cái đèn cái ấy ấy ngược sáng mình á sẽ sáng. Đây là cái chỗ mình ngủ này, thì mình sẽ đặt cái đèn ở trên đây. Đó. Rồi kế tiếp là một diễn viên kỳ cựu luôn mọi người, là con cá của mình. Đây. Nếu mọi người xem cái kênh của mình lâu rồi đó, thì chắc chắn mọi người sẽ biết con cá này. Đó, thì mình cũng giới thiệu mọi người luôn là thường thường mình sẽ cho nó ăn con dế nè mọi người. Đây. Đây, con dế nè. Mọi người xem cho mình nghe. Thường mình sẽ làm clip con cá cho mọi người thấy không? Mình gõ gõ nó lại nè. À mẹ nó sung đi chưa? Thấy à, nó làm biến, nó thấy cái túi mình để vào đây, nó thấy à, nó chạy ra nè. À. Đó, nó quất ra ngoài. Cho mày lên tivi luôn. Để cho nó ăn thêm con cho mọi người coi nha. Nhân vật thứ hai mà mình muốn nói cho mọi người là con cá. Mà thì mình cũng có làm rất là nhiều clip rồi, nhưng mà có nhiều anh em cũng kêu mình làm thêm mấy clip nữa về con cá, mà mình chưa có thời gian làm. Thường làm sẽ làm những cái clip hay về con cá thôi. Rồi rồi, chuyển sang đây là cái khu mình làm việc mọi người. Để mình sẽ dời cái đèn ra cho nó sáng cho mọi người xem nó dễ nha. Đó, mọi người thấy sao? Sáng không? Quá sáng luôn á. Đó. Thấy không? Thì mình chia sẻ thêm với mọi người luôn. Đây. Đây là cái khu mà bình thường mình hay ngồi để chỗ này là mình để ngồi mình để edit mọi người. Đây. Thì mình giới thiệu trước ha, về cái phần cái bàn làm việc đi.
đây bà làm việc mình thì có cái con chuột này, với là cái bàn phím này thì nó sẽ đi chung với nhau, là do mình mua cái bộ này nè mọi người, nên là được tặng. Rồi đây mọi người thấy hang này đẹp không? Đó, quá đẹp luôn mọi người. Thấy sao? Hai con này là cái biểu tượng gì của bên Nhật các mọi người? Thì kiểu như ông Mai bà Mối gì đó. Đó. Rồi. Tiếp tục. Là trong đây, nhìn xuống đây. Tay cầm chơi game. Tay cầm chơi game thôi, giờ mình không biết chơi mọi người. Đây tay game Bluetooth mọi người. Cái bậy lộn, không phải Bluetooth mà như là kết nối không dây á, tay game không dây. Mấy hôm mình không biết chơi, đây là hai cục của cái pin Google này. Đó. Phía trong mọi người thấy không? Đó là đây nào mày nè, cái lò. Đấy. Rồi. Và bên đây mọi người. Ờ, cái này mình không giới thiệu đi ha, mình bỏ qua bên đi. Cái hộp này không phải của mình nha mọi người, mình không có xài son. Cái hộp này là để mua cho bạn gái mình. Đây. Rồi cái này là cái của Google Adsense hôm bữa nè. Mình nhớ nói mọi người á, cái Google Adsense hôm bữa là mình giữ lại nè, mình không có xé. Là mình cũng chỉ cách mọi người cách lấy cái mã trong đây rồi, lấy cái mã mà mình không cần phải xé mọi người. Mình chỉ mọi người cách lấy cái mã không cần xé không, mọi người cứ đưa đây nè. Để mình thử cho mọi người xem nè. Nè. Mọi thấy không? Đó thấy không? Nó mờ mờ không? Mọi người thấy mờ mờ không? Đó. Thì mình chỉ cần lấy thôi. Rồi, ở trên đây là cái màn hình. Màn hình này là 32 inch mọi người, mình mua màn hình cũ 32 inch mình mua có 2.1 triệu mà mọi người. Nó rẻ luôn nhưng mà mình xem mấy cái clip là hay lắm mọi người, nói chung là rõ nét lắm, nó rõ lắm mà đẹp lắm, màu rất là đẹp. Mọi người thấy không? Màu rất là đẹp luôn. Rồi nếu mọi người ai xem tới cái khúc này rồi thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Đây là kênh của mình đây. Bữa giờ dịch quá mình không dám đi ra ngoài đâu mọi người. Rồi tiếp tục là cái mình nhớ sơ qua cái bộ PC, cái bộ máy này. Thì khi mà mình mua thì bộ máy mình tới hai cái CPU đâu mọi người. Tại vì mình hai cái CPU lận, tại vì mình chỉ mua để mình làm clip thôi chứ mình không có chơi game. Nên là mình cần cái hai cái CPU này nó mạnh. Đó. Tại sao khi mình tại vì mình sẽ nói cho mọi người biết tại sao khi mình làm clip á, mình edit á, mình không phải cần thấy hai cái CPU, tại vì hai cái này mình mua là cái đồ rẻ mọi người, rẻ nên là khi mà mình mua vậy nó rẻ nên là nó cần hai cái CPU, với là hai là cái RAM nó nhiều để nó mạnh hơn, hoạt động mạnh hơn. Đấy, mọi người thấy đẹp không, biến màu đủ thứ rồi mọi người. Đó. Rồi cái thứ hai của mình đây là cái cạc đầu quạ của mình. Cạc đầu quạ của mình là cạc đầu quạ RTX R với thấy là G nha mọi người, RT570, rất là cool bắp luôn. Nó cạc đầu quạ cool bắp mọi người, tại mình không có cần phải mình không có cần phải chơi game nên là cũng không có cần phải đồ họa nhiều. Đó. Rồi tiếp theo là cái máy mình sẽ có tổng cộng là 12 cái quạt mọi người. Đây là cái vậy không ta. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi ở phía sau đây một cái là 10 với hai cái quạt của hai cục CPU này nữa. Mọi người thấy không? Một cái, hai cái, 12. Còn hai cái quạt của thằng cạc đầu quạ nữa mọi người, tới 14 cái quạt. Đó. Thì cạc đầu quạ khi nào nó hoạt động thì nó mới chạy mọi người. Còn bình thường thì nó chỉ đứng im. Đó. Đây là hai cái quạt của mình. Thì mấy cái quạt này nó sẽ thay đổi màu được mọi người. Mọi người thấy nè, đỏ nè. Nó đây nó xanh nè. Tím. Đó. Màu vàng, màu hồng mọi người, đây màu hồng nè, màu trắng nè,
xanh, có một cái lá cây đẹp lắm rồi đó. Đó. Nói chung là cái lý... nói chung là cái bộ này thì mình mua với cái giá là 10.500.000 đồng đó. Thì mình chủ yếu là để mình làm clip. Cái giỏ này thì giỏ kiến mọi người, kiến cường lực đó. Thì cái bộ này mình mua rất là rẻ, tại vì tất cả đều là cũ, hàng đã xài rồi hết rồi mọi người, nên là mình chỉ mua lại để mình tiện cho cái công việc mình edit thôi. Chứ thật ra mấy cái laptop thì hôm bữa của mình có hướng dẫn, mình có khoe cho mọi người laptop á, mà cái laptop đó bây giờ thì nó sẽ hư rồi mọi người, nóng bữa nóng cháy mất tiêu rồi. Rồi cái này thì mình hùng tiền với là Ngọc Anh nữa mình mua mọi người đó. Thì đây là tổng quan cái khu làm việc của mình đó, mọi người thấy không, nó đơn giản. Bình thường mình sẽ ngồi đây nè, mình ngồi đây mình làm thôi, rất là mỏi lưng mọi người, tại mình không có ngồi ghế được. Thì cái này của mình nó thấp quá nên mình không có ngồi ghế được, này mình tập này mình ngồi đây thôi. Nên là mọi người thấy, nếu mọi người thấy cái clip này hay thì hãy nhớ nhấn like và cho mình một đăng ký kênh cho mọi người. Thì mình sẽ cố gắng ra nhiều clip ăn uống hơn cho mọi người. Dưới giờ mình sẽ làm về clip những cái clip mà ăn uống cho gia đình thôi mọi người. Nếu mọi người thấy clip hay thì hãy comment phía dưới mình, như mọi người muốn làm clip gì đó hãy comment phía dưới video giúp mình nha. Còn giờ xin chào tạm biệt tất cả mọi người.